Thưa quý vị, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu thời gian qua đang là điểm đến ưa thích của du khách gần xa vào dịp cuối tuần. Sau lễ Giáng sinh, kỳ nghỉ đón năm mới dương lịch 2022 cũng rơi vào cuối tuần. Bà Rịa Vũng Tàu lại hứa hẹn bùng nổ về lượng du khách đến vui chơi nghỉ dưỡng. Chuẩn bị tốt dịch vụ và phương án phòng chống dịch để đón khách, từ hôm 30 tháng 12, Vietso Petro Resort Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận lượng lớn khách đặt phòng. Và tính đến trưa 31 tháng 12, công suất phòng tại khu du lịch này được lấp đầy. Đón năm mới 2022 ở Vietso Petro Resort, du khách được dự tiệc countdown và thưởng thức ẩm thực đa dạng. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, quy mô của các buổi tiệc chương trình đón năm mới gọn nhẹ hơn so với mọi năm. Khu nghỉ dưỡng Vietso Petro thì đã tới thời điểm này thì cái lượng booking đã kín phòng cho cái dịp lễ mùng 1 tháng 1 Tết dương lịch. Thì về công tác chuẩn bị chúng tôi đã sẵn sàng, cũng có chương trình tiệc countdown party, cũng có champagne, cũng có finger food. Nhưng so với mọi năm thì cái quy mô của chúng tôi tổ chức ở mức độ nó vừa phải chứ nó không như các năm trước. Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Minera Hot Spring Bình Châu dịp Tết dương lịch 2022 triển khai 30 loại hình tắm khoáng. Du khách còn được thư thái trong không gian rộng lớn của khu rừng xanh mát, cánh đồng hoa đầy cuốn hút. Từ ngày 30 tháng 12, nhiều du khách đã đến nhận phòng. Lượng khách đặt phòng cho dịp Tết dương lịch đến trưa 31 tháng 12 đã đạt 96% công suất. Thì gia đình muốn cho mấy bé một chuyến đi chơi để chuẩn bị, thí dụ năm sau mà nó hết dịch thì mấy bé bắt đầu đi học công việc. Thì anh chồng Bình Châu là suối nước nóng Bình Châu Minera, là thứ nhất là vị trí địa lý thì nó cũng gần thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển thì nó cũng gần. Thứ hai thì anh thấy là Minera này rất là đẹp, anh thấy cái cách phục vụ ở đây rất là tốt, như là anh cũng muốn tắm nước suối khoáng để tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch. Cuối tuần qua, Vũng Tàu bất ngờ đón lượng khách lớn, cũng là tín hiệu vui cho du lịch cuối tuần chào năm mới 2022. Qua khảo sát một số khách sạn resort trên địa bàn thành phố, đều cho thấy lượng khách đã đặt phòng qua dịch vụ mạng vào Tết dương lịch ở mức rất cao. Từ khi mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép mở cửa trở lại thì Marina Bay Vũng Tàu Resort của chúng tôi cũng rất là may mắn vì được khách hàng tin tưởng, nhất là trong cái dịp lễ sắp đến thì là ngày cuối tuần, cho nên là khách sạn chúng tôi cũng đã nhận full booking rồi, tất cả đã kín phòng và hiện tại là chúng tôi rất là tự tin để có thể chuẩn bị cho một cái trạng thái bình thường mới cho năm 2022 với rất là nhiều hứa hẹn, và chúng tôi cũng rất là mong với dịch vụ của Marina Bay cũng như là các tiêu chuẩn phục vụ của nhân viên chúng tôi hàng ngày, mỗi ngày sẽ được nâng cao và chúng tôi sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho khách hàng. Đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, dịp Tết dương lịch 2022, Bà Rịa Vũng Tàu không tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô để phục vụ người dân và du khách như mọi năm. Dù vậy, với lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh vào dịp này cho thấy, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn thu hút du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ.